Ok, và mình chào các bạn nhá. Ờ các bạn ơi, hôm nay mình có tìm kiếm thấy có một con rùa nhá. Con rùa này nghìn năm tuổi rồi các bạn ơi. Nó rất là to luôn nhá. Siêu to khổng lồ đấy các bạn. Ú nó bự nha, bự nha. À cá này các bạn. Hôm nay mình có một con cá nhá. Let's go. Ok, let's go. Đi bắt cá nào các bạn ơi. Đây con cá này. Con cá này là con cá chép nha. Nó có cái màu đỏ luôn này. Rực rỡ thế nhở. Ai xịn luôn, xịn luôn. Xịn so con bò luôn. Ấy chà chà, có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Con cá này là con cá chép. Trời ơi, con cá chép thì mấy bạn ơi. Ok, đấy, mình bắt được một con cá rồi nha. Ok, đi nào bạn ơi, mình phải đi dọc cái mương nước. Let's go skateboard man. Cá thì đây, cá gì đây? Ui ui, xịn luôn, xịn luôn. Con cá này. con cá này có cái sai nhỏ nhỏ xinh xinh nha. À, con cá đẹp đây này. Con cá này thuộc loài cá ba đuôi nha. Ui dùi ui, cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Ai là đẹp nha. Ok. Mình bắt được hai con cá rồi nha các bạn. Báo cá liên tục luôn. Ok, đi nào bạn ơi. À, cá gì đây, cá gì đây? Con cá này là con cá chép nha. Con cá này con cá chép đây các bạn. Cá chép phụng đuôi dài nha. Ái, à, đẹp đây này. Ai à, xịn xó luôn. Ok, ok. Ồ, ái, giật giả con cá đẹp thế nhở. À, có cái màu vàng luôn nha. Úi dùi. Mình bắt được ba con cá ra rồi nha. Mấy bạn ơi. Xịn luôn, xịn luôn. Ok, đi nào bạn ơi. Ba cái chú cá đây nhở. Ấy trời trời, màu trắng nhỉ, màu vàng, màu cam nhỉ. Ui dù ui, cá coi nhá, cá coi nhá. Ui, nó đủ đi này. Con cá này, con cá coi đúng nhá các bạn. Cá coi thuộc loài cá cảnh nhá. Con cá cảnh siêu to khổng lồ đấy rồi. Ui dù ui, nó bự nhá. Ấy trời trời, còn rất nhiều cá luôn. Ôi, ấy trời trời, đẹp đây này. Có cái màu vàng luôn nhá. Ui, xịn xó con bò luôn. Ấy trời trời. Rồi 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 rồi, tới công chuyện là con cá này có cái màu cam của cái củ cà rốt đi này. Xịn luôn, xịn luôn. Ui, nó bự nha, bự nha. Ai trời, cái đuôi rất là dài luôn. Ui ui. Còn nha, báo cá liên tục lên này. Ui ui, con cá gì đây? Ai trời chà, con cá chép coi nữa. Ai trời, con cá chim lên này. Ui, cá chim này. Ui ui, xịn luôn, xịn luôn. Con cá chim này bơi giỏi. Ai trời, để. Con cá chim này. Cá chim mấy bạn ơi. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha. Ai trời, con cá đẹp đây này. Cứ nhiều cá sống ngoài biển khơi luôn. Ui, xịn luôn, xịn luôn. Ok. Rồi bạn ơi, còn nha, báo cá liên tục luôn. Con cá này là con cá gì đây? Ui ui. Con cá chép coi, có cái màu đỏ luôn đây này. Xịn xò con bò luôn. Ok, ui bạn ơi. Đấy, mình bắt được còn rất là nhiều những loài cá khác nhau các bạn. Đấy, cá chép coi nha. Đây, cá gì đây, cá gì đây? Con cá này là con cá gáy nha. Nó rất là to đi này. Cá gáy đấy các bạn. Cá gáy thuộc họ là cá chép nha. Ui, xịn xò luôn. Đẹp luôn. Ok. Bạn ơi, mình bắt được một thùng cá rồi các bạn. Ok, ok đi nào bạn ơi. Chúng ta đi bắt cá tiếp nào các bạn ơi. Ok, let's go. Đây các bạn ơi, ở cái mương nước này có rất là nhiều những con cá nhá. Cá gì đây? Ui ui, xịn thế này. Con cá gì đây? Đẹp nhá. Ây chà, con cá này con cá dấu rô phẩy phi đây này. Xịn luôn. Ái da, cá rô phi đơn tính nhá. Có cái màu xanh luôn, đẹp hay. Xịn luôn, xịn luôn. Đấy, mình bắt thêm được một con cá nữa rồi mấy bạn ơi. Đấy, mình sẽ đi dọc cái mương này để bắt cá tiếp nhá. Đấy, cá gì đây? Ui ui, con cá này con cá gì nhỏ? Con cá này là con cá tàu ngầm nhá. Cá tàu ngầm mới thường gọi là cá dọn đẻ đấy mấy bạn ơi. Ấy đẹp ấy. Phải chà, xịn luôn, xịn luôn. Ok, ai con cá màu vàng này là con cá gì nhỏ? Con cá màu vàng này là con cá hồng kết vàng nha các bạn ơi. Ấy, cá hồng kết vàng nha. Cá koi này. Ai con cá koi này đẹp đây này. Ui ui, còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá koi to bằng con mèo, con chó luôn. Ui ui, cá koi đi này, to lớn đi này. Ui ui, khổng lồ luôn. Siêu to khổng lồ luôn. Ai cá koi bự đi này. Ui ui, nó to ấy. Con cá chép coi nữa đây này. Xịn nha. Đấy các bạn ơi, có rất là nhiều những con cá đấy các bạn. Đấy, nhiều không? Một thùng cá đầy rồi mấy bạn ơi. Ấy. Mình bắt thêm được rất là nhiều con cá rồi các bạn. Để con cá chép coi này to lớn đây này. Bự này, bự đây này, bự đây này. Ai chết chà. Ui, xịn luôn, xịn luôn. Cá gì đây? Ui thúi. Còn nhiều nha. Nhiều những con cá này mấy bạn ơi. Con cá này con cá coi mà to đúng như này. Con cá coi nha. Cá koi thuộc ngoài cá cảnh nước ngọt được ngoại lai từ Tokyo, Nhật Bản nha mấy bạn ơi. Con cá này có cái màu đen luôn này. Cá koi siêu to khổng lồ ấy. Rất là nhiều những màu luôn nha, màu sắc luôn các bạn. Ui ui. Bên trên cái mương nước này vẫn còn rất là nhiều những con cá mấy bạn ơi. Để cá gì đây? Ui ui, con cá koi nữa này. Con cá koi như một con cá chép nha, nó rất là to luôn. Ui rồi giúp koi luôn, nó bự đây này. Ai chà, xịn luôn, xịn luôn. Con cá chép coi này có cái màu xanh quân đội luôn đây này. Bự nha, bự nha. Ai chà chà, xịn thật đấy. Rồi 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 rồi. Ai chà, bò thế nhỏ, bự thế nhỏ. Ui ui. Còn nha, báo cá liên tục nha. Cá gì đây, cá gì đây? Con cá trời in chim này. Ui ui, to lớn đây này.
cá chim mà to bằng bàn tay của mình luôn ấy. Bự nha, bự nha. Ồ, xịn luôn. Ấy, cá chim nha mấy bạn. Ấy, cá chim đẹp thế. Ok, ok. Ui dù ui, mình bắt thêm được một thùng cá rồi mấy bạn ơi. Còn nha, báo cá liên tục nha. Cá gì đây, cá gì đây? Ok ạ, bơi cá. Ồ, còn cá coi này đẹp thế nhỏ. Ây, ây à. Ây da da, tinh tinh liên tục luôn. Báo cá liên tục luôn mấy bạn ơi. Con cá này, con cá coi nha. Con cá coi này có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ, màu vàng luôn nha. Ok. Ai chà chà, một thùng đựng cá đầy rồi mấy bạn ơi. Ui dù ui. Bên trên cái vũng nước này các bạn ơi, vẫn còn một ổ cá nữa nha. Rất là nhiều những con cá đẹp ở đây này, rất là nhiều những con cá đẹp nữa nha. Đấy, cá coi, cá chép, cá chim, ui dù rất nhiều luôn. Ơ kìa, đây này, đây, 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 đây. Ui dù nhiều hết đấy. Đấy. Ai chà chà. Vẫn còn rất là nhiều những con cá các bạn, để con cá coi này, to đây này, to lớn đây này. Ai cho nó bự nha. Con cá coi này, cá chép này. Ui dù con cá chép này có cái đầu tròn tròn này. Xịn luôn, xịn luôn. Ok, một thùng đựng cá đầy rồi mấy bạn ơi. Ở đây vẫn còn cá nhá, báo cá liên tục luôn nhá. Đây con cá chép coi đẹp đây này. Ui xịn luôn. Ôi, còn nhá, còn rất nhiều những con cá mấy bạn ơi. Đấy cá coi đây này. Cá coi nó có rất là nhiều màu sắc như vậy này mấy bạn ơi. Đấy cá coi đấy, đẹp đấy. Ok, ôi xịn thò luôn. Đấy các bạn ơi, mình bắt được rất là nhiều những con cá nữa rồi các bạn. Một thùng đựng cá đầy luôn đây, đây này. Ok, mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá cho các bạn xem sau nhá. Bây giờ bọn mình đi bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok đi nào các bạn ơi. Let's go. Cá đây các bạn này. Ui dùi ui. Xịn ra xịn ra xịn nha. Các bạn ơi, rất là nhiều những con cá chê nha. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nha các bạn. À, bây giờ chúng ta cùng hành trình bắt cá chê ngày hôm nay nha. Các bạn ơi, đây cá chê này các bạn này. Ui dùi xịn đi. Cá chê đây các bạn. Ui nó to nha. Cá chê mà to bằng con heo đấy các bạn. Nhưng con cá chê này có cái màu trắng bạch tạng này các bạn ấy. Ui xịn đi. Ok. À, nhiều nha các bạn ơi. Có rất là nhiều những con cá chê luôn đi. Ui dùi ui. Mới chục con liền các bạn ơi. Ok và bây giờ mình sẽ bắt cá chê cho các bạn xem nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, một con rồi nha. À, bây giờ mình sẽ bơm thêm nước vào cái thùng đựng cá này các bạn ơi. Đấy, một con cá chê rồi nha. Ok, đấy nước đang chảy nhá. Ồ vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. À, rất là nhiều những con cá chê này. À, con cá này là con cá chuối này. Con cá chuối đầu vuông này các bạn này. Xịn xò ấy. Hai con cá rồi nha. Đấy, mình bắt được hai con cá rồi nha các bạn. Còn nhiều đây này. Ui ui. Ây chà chà, có rất nhiều luôn các bạn ơi. Đấy, cá chê đây các bạn. Ok, ây chà chà nhiều ấy. Ui dù nó bự này. Ây, ui, ây chà, vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. Đây này, to lớn nha. Ui dù con cá chê này mà to bằng con heo luôn. Còn rất nhiều các bạn ơi. Đây đây đây. Ui nó bự này. Ây chà chà. Khủng lồ không nào. Khủng nhờ nó bự thật các bạn ơi. Lặng nha. Ok đây. Ui một to này, to này, to này. Ui cái dâu kìa. Ai kìa, kìa, còn nhiều nhá. Ai dạ dạ, vẫn còn rất nhiều cá chê các bạn ơi. Đây này. Ui giời, con cá chê màu trắng này. Ui giời, nó bự này. Ai. Bốn con cá chê rồi các bạn ơi. Đây vẫn còn các bạn ơi, vẫn còn rất nhiều đây này các bạn này. Đây này. Ui nó to nha. Ai dạ dạ. Xịn xò con bò thế nhờ. Ui giời, một thùng đựng cá chê rồi các bạn. Con cá này con cá gì? Con cá này con cá lóc con này các bạn này. Đấy, cá lóc đồng đầu vuông nha. Ok, ui dù còn nhiều nha các bạn. Đây này, rồi 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 rồi. Ui dù con cá gì đây? Con cá gì đây nhờ? Con cá này là con cá sặc đấy các bạn ơi. Đấy, cá sặc đây này. À, xịn xò đấy nhá, con cá sặc đấy các bạn. Rồi, hai ba con liền nhỉ. Ấy, ô kìa, còn nhiều cá chê nhá. Còn rất là nhiều những con cá chê mà to bằng con heo này các bạn này. Ui dù, ui nó bự này. Ấy, cá chê mà to bằng con chó bắt dê luôn đi. Không đùa nhá, to như vậy. Bắt thật nhá, không đùa đâu. Ui, nó to. Ai nó bự. Ui ui. Một thùng cá rồi các bạn ơi. Ôi sợ cây. Rồi nhiều nhá, nhiều vẫn còn đây này các bạn này. Đấy, ui con này to lớn đây này. Ui nó siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Đấy nó lớn nhá. Ui ui bự. Ok, vẫn còn nhá. Vẫn còn rất nhiều cá chê các bạn. Rồi. Ui ui ở cái hố nước này, cái vũng nước này các bạn ơi. Nhiều nhá. Còn rất nhiều cá chê còn. Con gì đây? Ai chà chà, con cá rô nhá. Con cá này con cá rô nhá. Cá rô thuộc loài cá tạp nha các bạn. Đấy, cá tạp sinh sống ngoài đồng nha. Đấy, cá rô đấy các bạn. Ô sơ cây. Ok. Ui, ai chà chà. Còn nha, còn nha. Ui dùi ui, còn rất nhiều cá ở cái hố này các bạn. Để mình coi xem nào. Ok, ok. Ai chà chà. Xem nào. Ui dùi. Còn rất là nhiều những con cá chê mà to bằng con heo luôn này. Ai chứ bư đây. Ui, ok. Cái gì đây? Mặt nạ xung nhân. Ok. Ai to rồi. Ai dừng có bự. Ui. Ai chà chà mà lớn các bạn ơi. Rồi. Ồ, con cá chê này đẹp thế này. Có cái màu trắng bạch tạng nha.
ai bư đi này. Ui, ai à, ai à. Trơn lắm các bạn. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Ok. Vẫn còn nhiều nha. Đây các bạn ơi. Đây. Đây còn con cá chê nữa đây này. À, xịn xò nho. Các bạn này nó lớn không? Đây cá chê đây. Nó đen xì luôn. Ok. Đấy các bạn ơi. Mình bắt được một thùng cá chê rồi này các bạn này. Ok các bạn ơi. Hôm nay đây các bạn con rùa nhá. À, mình đang đội mưa để bắt con rùa các bạn ơi. Đấy, con rùa này nó đi ra ngoài đường các bạn ơi. Anh kể là đường quốc lộ luôn nhỉ. Con rùa nhỉ. Ok, và các bạn cùng quan sát nhé. Con rùa này thuộc loài rùa common nhé các bạn. Rùa common có cái size siêu to khổng lồ sleeping luôn các bạn. Rùa common sleeping nhá. Bự đây này. To lớn nhá. Nào các bạn cùng quan sát nhá. Các bạn ơi, con rùa này nó đi ra đường quốc lộ nhé. Con đang coi. Ui dù nó to nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Ai, các bạn ơi. Đấy, nó đang đi nhá. Nó đang đi xuống cái ao hồ đấy các bạn ơi. Đấy, nó to các bạn ơi. Ok, đấy, nó nằm xuống ao hồ đấy các bạn ơi. Đấy, ok luôn, cực to lớn nhá. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Rồi, ok, let's go bạn ơi. Chúng ta bây giờ đi bắt cá nhá. Đi bắt cá nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Đấy, bơm nước vào rồi mình sẽ thả cá vào nhá các bạn. Đây, con mèo này. Con mèo này thuộc loài mèo lông xù nhá. Đấy, mèo lông xù nhá. Bây giờ mình cùng các bạn thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Để con cá coi có cái màu này đẹp luôn. Ok. Nani? Đấy nhá. Con cá này con cá chất phụ bây giờ này. Hai con cá rồi nhá. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Bà con ơi, những con cá nhỏ thì mình sẽ thả vào trong cái bể nuôi cá nhỏ các bạn nhá. Còn những con cá lớn thì mình sẽ thả vào bể lớn nhá các bạn ơi. Ok, đây một thùng đây này, một thùng cá đầy luôn nhá. Ok luôn, rồi còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá và rất là nhiều những loài cá khác nhau nhá các bạn. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá đấy các bạn, một thùng cá đầy cơ mà. Đấy, ok luôn. Đây các bạn, con cá đẹp này, thật xịn luôn. Rồi còn nhá, con cá này là con cá koi, có cái size siêu to khổng lồ đây này các bạn này, bự nhá. Đấy, cá koi đấy. Ok, mèo gác cũng nhá. Oh my god. Dạ, xịn luôn. Wow. Mèo cũng đang xem mình thả cá luôn này. Xịn luôn. Rồi đây này, con cá koi đẹp đây này. Con cá koi này rất là bự luôn. Ok, các bạn thấy hôm nay mình bắt được nhiều cá không nào? Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng các bạn thả hết con cá này vào trong cái bể nuôi cá nhá. Rồi bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok, vẫn còn rất là nhiều những con cá chê này các bạn này, cá chê đây này, cá chê trắng nhá. Con cá chê này có cái màu trắng luôn này. Nó bự nhỉ. To lớn này, siêu to khổng lồ luôn các bạn. Và cá chép đây này. Đấy, một cái bể nuôi cá. Cá rô phi này. Con cá rô phi này bự đây này. Là lớn nhá. Rồi. Cá rô phi đây các bạn, còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá các bạn. Ok. Rồi, cá gì đó đây? Rồi con mèo kìa. Nani? Xem bảy cá luôn. Ai chết xịn nhờ. Dễ thương nhá. Chiêu rất là chất chơi người rơi luôn. Chất chơi khỏi bán luôn. Con cá này, con cá chuối này. Con cá chuối đấy các bạn. Ôi, con cá chép đây này. Rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đây con cá gì đây? Cá chép đây này. Ui xịn nhờ. Ok, còn nhá. Con cá gì đây? Ai chết già. Ui. Con cá chuối này. Đây cá chuối đấy các bạn. Cá chuối thường gọi là cá lóc nhá. Con cá màu vàng này là con cá hồng kết vàng này. Ai chà chà, xịn luôn. Cá hồng kết vàng đấy các bạn. Đó, vẫn còn có rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đó, con cá gì nữa đây? Con cá chép phụng đuôi dài nữa đây này. Ai chà, xịn nhỏ. Ok. Còn rất là nhiều những con cá giếc nữa này các bạn này. Vịt đây, hay là vịt quạt quạt này. Ui, vịt con bơi cùng cá vàng luôn. Ai xịn luôn. Ok, rồi các bạn ơi. Rồi là bây giờ có con mèo này. Con mèo vừa mới đi ra từ trong cái ngôi nhà gỗ này. Đấy xịn nhờ. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhé các bạn ơi. Đấy, đây là cái khu nuôi cá của mình nhá. Cái khu nuôi cá của mình nhé. Một cái bể cá đầy luôn rồi các bạn ơi. Đây này các bạn này. À, xịn luôn. Wow. Xịn xò nhờ các bạn ơi. Đấy, con mèo. Đấy, con mèo đang xem bắt cá đấy các bạn. Xem thả cá nhá. Rồi và bây giờ chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nhé các bạn. Đi tìm các con vật dễ thương thôi nhá. Ờ, đẹp bèo này các bạn ơi. Cho một cây bèo này đẹp nhá. Ok. Rồi, con mèo đâu? Vào chuồng đi. Xịn nhá. Rồi, ok, let's go bạn ơi. Chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nhá.